Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube JK của chúng em. Và địa chỉ công ty chúng em nằm tại số 107 phố Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội. Và hai số hotline trực đường dây nóng của công ty chúng em đó là 096 388 9192 và 096 550 3357. Hai số hotline này luôn luôn trực 24/7 để chào đón các bác đến với showroom công ty chúng em, cũng như là tư vấn và setup những cấu hình combo karaoke. Và ở video ngày hôm nay thì bên JK chúng em tiếp tục giới thiệu và quảng bá đến cho các bác một mẫu siêu chép rời, một mẫu siêu chép đến từ thương hiệu Pioneer, vừa về vừa cập bến cũng như là vừa về từ showroom công ty chúng em. Thì bên chúng em có làm bài review nhanh trên tay nhanh sản phẩm để giới thiệu và quảng bá cho các bác. Với mẫu chép này thì được sở hữu những cái nét cực kỳ tinh tế, những cái đây như các bác nhìn đây, được thân thì được hoàn thiện bằng gỗ thông cao cấp và được trau chuốt rất là đẹp. Mặc dù những cái mẫu này về bên chúng em thường sẽ là mẫu này đã qua sử dụng một thời gian, nhưng chúng em khi đưa hàng về đã lọc lựa rất là kỹ, cho nên hàng bên chúng em luôn luôn còn mới và còn tốt đến khoảng 97 đến 98%. Các bác mua sản phẩm bên chúng em hoàn toàn yên tâm. Về kích thước thì trước tiên em xin nói về cái hình thức bên ngoài và kích thước nhé. Hình thức thì chép thì được làm mặt tròn, con này sẽ là cả phủ bì nhé, phủ bì sẽ là 9,5, gần như là 10 rồi đấy, 9,5, phủ bì là 9,5. Và độ sâu vào trong, sâu vào trong của con này sẽ là 11. Em đang nói đường kính của mặt chép là 9,5 và sâu vào là 11, và cao cả đế nhé, cao cả đế để em xem nào, chính xác này, cao cả đế sẽ là 12 phân, cao cả từ đế, tính từ mặt đế này lên trên đỉnh sẽ là 12 phân.